Giải thoát giải thoát quý cô lớn nào ngàn sắc muôn vàng thanh tịnh tâm ước đệ tử nguyện cũng ngã dường. Hôm nay là ngày mùng một tháng bảy Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành phố Bà Rịa cung cầu đại hùng bảo điện chùa Chân Thiên Nhân mùa Vu Lan bảo hiếu và vật quán hỷ nhật tâm từ thứ thời xã hội quân nhân đệ tử chúng con nghiệp thiện nam tính nữ phật tử đốt nén tâm hương nguyện đem công đức này hồi hướng chư vị ơn linh cửu quyền thất thù thân thể mù màu hoa cùng chư vị ơn linh kỷ cốt tài linh đường chánh thiên từ cập chư vị ơn linh la cùng tiền thái sản kế hầu cùng ơn chánh thiên từ nguyện đàng đàng chư vị ơn linh lai đạo phật tiền thương nhờ lời kinh thiên kệ sớm tỉnh thức kiền hóa tái sanh vào cõi an lành. Lời nguyện nga hội lượng công đức nga cha mẹ hiền đời tâm long phước thọ chánh tiếng đại thơ được quyền chư Phật chư đại Bồ Tát đức đại hiệu mục kiên liên Bồ Tát tùy từ tác đại chứng minh. Trưởng Pháp Vương Ngô Thượng Phá Tôi Trần Ái Bình Thầy dạy khắp trời người cha lên chung bốn loài khi còn một liền như thật nghiệp ba kỳ sân dương cùng ba tháng ước kiếp không cùng tình Phật chúng sanh thân thơ rộng lần đầu cảm thông không thể nghĩ bàn lời đề dấu nghe đạo tràng mười phương Phật vào áo quang sáng đời trước bảo toàn thân chúng con hành thiền cúi đầu xin tề nguyện quy y công việc pháp giới quá hiền vì lại thật tướng chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thờ thu pháp ma bằng nhớ mong rằng chủ điều người phụ sư tất cả mâu đi và mong hoa giáo chủ di làm tôn phật đại quý văn phụ sư lời bồ tát đại anh phổ hiền bồ tát hồ pháp chư tôn bồ tát linh sơn ngồi thượng phật bồ tát
Nhớ ơn đền quay Nam Mô Tây Phương Cực Lạc. Thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại từ Di Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thập phương thanh tịnh đại ai chúng